Cảm ơn vì chấp nhận làm video này với chị. Không có gì. Có lẽ em có thể giới thiệu bản thân một chút, em là người nước nào, em đang ở đâu và em làm gì? Em tên là Mai, hoặc mọi người thường gọi là Cua. Em là người Việt Nam. Vâng, em đến từ Ninh Bình, một thành phố nhỏ gần Hà Nội. Vâng. Vâng, hiện tại em đang sống ở Madrid, Tây Ban Nha. Là tốt. Và em làm gì ở Madrid? Em đang làm dạy tiếng Việt cho một bé là con nuôi người Việt Nam. Là tốt. Và em thích việc này không? Vâng, em rất thích công việc này, em thích trẻ con nên là rất là việc sống cùng với cả trẻ con. Vâng. Là tốt. Thì chúng ta biết biết nhau lâu rồi. Em Chúng nghĩ ta phải một năm hơn một một năm. năm. Vâng. Cho video này em đã chị đã muốn nói về cái gì chi tiết, và vì chị là người Pháp và chị đang sống ở nhóc thì em nói có lẽ chúng ta có thể nói về cuộc sống ở nước ngoài, phải không? Vâng. Có lẽ đầu tiên em đang sống ở Tây Ban Nha, và chị nghĩ thiên nhiên em cũng đã sống ở Việt Nam. Và em đã sống ở nước nước nào? Em đã sống ở Việt Nam, Tây Ban Nha và một thời gian ngắn ở Pháp. Chị sống ở Pháp và ở Đức một chút, có lẽ 2 tháng. Bây giờ ở ở Nhật là gần như 5 năm rồi. Em đang ở Tây Ban Nha từ bao lâu? Em sống ở đây được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Và em đã nói em sống ở Việt Nam, Pháp và Tây Ban Nha, và nước nào là nước thoải mái nhất để sống? Rất là khó để chọn. Khó để chọn. Em nghĩ Việt Nam là một nước rất dễ sống vì chi phí sinh hoạt và rất là thấp, và đồ ăn thì ngon và đa dạng. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và Pháp thì khá giống nhau, khá là giống nhau về phong cách sống cũng như con người, nhưng mà hơi đắt. Chị nghĩ chị cũng nghĩ như vậy, vì chị là người Pháp, nhưng mà chị nghĩ Nhật cũng là đất để sống. Chi phí là đất, có lẽ bình thường là giống như Pháp hay Tây Ban Nha, nhưng mà có nơi là đất, ví dụ trái cây và đô ở Nhật đất đất đất. Vâng. Chị không hiểu tại sao. Vì có rất nhiều nông dân ở Nhật, nhưng mà Vâng. Vâng. Rất rất cao. Vâng. Em đã nghe nói là Nhật khá là đắt. và nếu nếu hỏi người Nhật
Thì họ sẽ nói vì trái cây Nhật nó là ngon. Chị nghĩ trái cây Tây Ban Nha Pháp là ngon. Có lẽ nếu là người Pháp hay Tây Ban Nha, có lẽ những người nghĩ đa một chút sinh hoạt chi phí sinh hoạt cao. Vâng. Tuy nhiên sống ở Pháp là rất thoải mái vì không có rất an toàn, vì không có nhiều từ từ phí phải không? Tội phạm À, tài phẩm, tài phẩm. nhưng mà Vâng. nó không có nhiều, không có nhiều tệ nạn, không có nhiều Vâng. tệ vâng. Có lẽ mà nếu là người nước ngoài dễ hơn làm việc ở Nhật so với ở Pháp. Vì ở Pháp nếu không có không có nghiệm experience Kinh nghiệm mà à kinh nghiệm thì sẽ rất là khó để tìm tìm thấy một công việc. Nhưng mà ở Nhật không có nhiều người có thể nói tiếng Anh hay ngôn ngữ, vì rất nhiều công ty nghĩ người nước ngoài rất tốt và rất giỏi. Thì sẽ dễ hơn. Vâng, rất thú vị. Và thời gian đầu khi chị đến sống ở Nhật thì cảm giác của chị thế nào? Trong ví dụ trong 5 tháng đầu tiên sống ở Nhật Bản, chị có gặp nhiều khó khăn không? Chính như không. Mà khi đi sống ở Nhật chị có thể nói tiếng Nhật rồi. Tại vì chị nghĩ nếu không thể nói trong tiếng tiếng Nhật sẽ khó một chút. Vì chị nói rồi, nhưng mà người Nhật không thể nói ngôn ngữ ngoại trừ tiếng Nhật. Tại vì nhưng mà họ rất rất thân thiện và giúp người người khách rất nhiều, chị nghĩ. Và cũng có việc chị sống ở ở miền quê, không sống ở thành phố lớn như Tokyo hay Osaka, thì có lẽ ở Tokyo hay Osaka sẽ khác hơi, vì không có người không gần 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 nhau. Không gần gũi, không gần gũi. Ở Tây Ban Nha như thế nào? Ở Tây Ban Nha mọi người cũng rất là thân thiện. Khi em đến Tây Ban Nha thì em chưa nói tiếng Tây Ban Nha. Vâng, em chỉ biết một số từ như hola, gracias, và rất là khó để giao tiếp với mọi người, vì nơi đầu tiên em sống ở Tây Ban Nha là một nơi rất là xa xôi ở vùng quê, thành ra mọi người cũng không nói tiếng Anh. Thi thoảng thì có gặp chút khó khăn về về vấn đề giao tiếp, nhưng người Tây Ban Nha rất là thân thiện và họ rất, luôn cố gắng giúp đỡ kể cả về việc học tiếng Tây Ban Nha. Là tốt. Nhưng mà quý Tây Ban Nha không thể nói tiếng Anh. Ở những thành phố lớn thì rất nhiều người có thể nói tiếng Anh tốt, và nhưng ở những nơi xa xôi hoặc nhỏ, những thành phố nhỏ hơn thì hoặc là những người lớn tuổi hơn thì thường họ tiếng Anh. Hiểu rồi. Nhưng mà rất tốt để có người giúp giúp em.
Vâng, đó là một cơ hội để được học, để Tây Ban Nha tốt hơn. Và sau đó em học chính Tây Ban Nha như thế nào? Em đã tham gia một khóa học và em nghĩ là một việc mà giúp em học tiếng Tây Ban Nha tốt nhất đó là việc du lịch. À, đó là lý do rất tốt và rất thú vị, vì có lẽ đầu tiên chỉ có rất nhiều bạn bè lớn tuổi. Thì, chị không biết tại sao nhưng mà người trẻ ở Nhật rất ngại, rất là ngại, và chị đã có mẹ của người khác đi nói chuyện với chị và nói mẹ có một con gái có lẽ cùng tuổi như em và muốn làm bạn. Không sao, nếu có cái Messenger hay Facebook có thể nói chuyện. Nhưng mà con của mẹ ở đây nhé. Tại sao con không nói chuyện với mẹ? Nói chuyện với mẹ. Lạ một chút. Vâng. Nhưng mà dễ thương. Thế cuối cùng chị có nói chuyện với con gái của cô ấy không? Không. vì chị nói có thể thông báo về chị bất kỳ khi nào. có thể nói chuyện với chị bất kỳ khi nào. Bất kỳ khi nào. Vâng. Nhưng mà có rất nhiều người Nhật, nếu không nói ok nó là số điện thoại của chị, và có lẽ chị đầu tiên chị nhận được chị người tin nhân cho người thì họ sẽ không người thì họ sợ một chút có đấy. Khi nói người Nhật đắt ngại thì chết. Chết nha. Chị nghĩ có lẽ việc khó nhất ở Nhật Bản là giao tiếp với người, vì nếu mặc dù chị có thể nói trên tiếng Nhật thì có thời gian không thể giao tiếp giỏi. vì họ không nói không mà kéo hơi cái gì mà họ nghĩ nói không là bất lịch sử. Phải hiểu có ý nghĩa khác. Có lẽ họ nói xin lỗi ngày này có thể nhưng mà có lẽ không thể. Nếu không thể nhá. Không có gì nhiều mà rất thú vị, tại vì chị đã bắt lịch sử một chút. Đấy là người khác, vì khi đi buổi tiết công việc thì sếp của chị muốn để chị rửa, nhưng mà chị không muốn, và chị nói cảm ơn nhưng mà không cần. Vì trong chính pháp là tốt
nếu nếu nói ở no thank you, không có vấn đề gì, nhưng mà ở Vâng. Nhật ở xung quanh chị đã có nhiều đồng nghiệp và mọi người cái gì gì anh xảy ra nhưng mà chị nghĩ có rất nhiều người biết chị là người Pháp tại vì họ rất rất thân thiện với chị bắt chữ chị bắt lịch sử và em tò mò một chút là trong những trường hợp như thế thì chị phải trả lời như thế nào nếu như chị không muốn đúng không, chị không muốn thế phải phải nhận được phải chấp nhận tại vì có chỉ có đặt như người bạn nói nếu nếu em ở nhà của bạn bè và mẹ nói em muốn đồ ăn nữa phải không, phải nói cảm ơn và nhận được, tại vì nếu không thì sẽ rất bất lịch sự, tại vì có rất như người Nhật họ nói hay vâng vâng có tại vì họ nhận được tất cả nhưng mà có thể không muốn có lẽ không muốn tại vì phải phải chú ý, tại vì nếu chú ý có lẽ có cái mắt của họ sẽ đặc biệt một chút hay họ sẽ nói cái gì như có thể nói một chút chút nhưng mà một chút là cũng có ý nghĩ là khó nhưng mà không muốn nói khó nhưng mà không Wow, rất là thú vị. Có cái Tây Ban Nha thì em đã có vấn đề giao tiếp chưa? Để em xem đã có vấn đề giao tiếp lần nào chưa. Sao là chỉ có duy nhất một lần em nghĩ thế là khi em mới đến Tây Ban Nha. Em mới đến Tây Ban Nha thì em đã gặp một người vô gia cư đi tìm đồ ăn ở các cái thùng rác. Đi tìm đồ ăn ở thùng rác mà và em đã có bánh mì ở trong ba lô của em. Và em muốn hỏi họ là họ có muốn bánh mì không. Thì chị biết là tiếng Tây Ban Nha là có yo quiero tu quieres. Vâng, đại loại như thế, đúng như thế. Vâng, và thay vì hỏi chú ấy là chú có muốn bánh mì không, thì hỏi chú ấy là cháu muốn bánh mì. Vâng. Vâng, và chú ấy rất là ngạc nhiên và bối rối. Chú ấy nói là tôi không có bánh mì. Và sau đó em đã nhận ra em đã nói sai và em chỉ đưa bánh mì cho chú ấy. Không muốn hay không. Vâng, còn lại thì cũng không có vấn đề gì lắm. Vâng. Tốt. Nghĩ là vấn đề nói không ở Tây Ban Nha là bình thường. Vâng. Người cũng không quá quan trọng. Em nói không rất nhiều, em nghĩ em sẽ rất bất lịch sự ở Nhật Bản. Có lẽ, nhưng mà chị nghĩ rất là dễ để sẽ bất lịch sự ở Nhật. Có cái có cái khó trong sinh hoạt ở Tây Ban Nha cho em. Đối với em trong thời gian đầu khi mà em đến Tây Ban Nha thì em là người ăn chay. Tức là em ăn chay, em không ăn thịt. Oh, hay. Vâng.
Vâng, trong thời gian đầu thì đã rất là khó khăn cho em, tại vì ở Tây Ban Nha có đồ ăn rất là ngon nhưng mà rất ít đồ ăn chay. Chị ha. Vâng, thì vâng, đó là vấn đề chính. Còn ngoài ra thì em thấy cuộc sống ở Tây Ban Nha và con người ở đây cũng khá giống với người Việt Nam. Mà sổ bản làm như thế nào, cải thiện một chút. Vâng, bây giờ thì có rất nhiều đồ ăn chay, cho người ăn chay, hàng chay và có tapas chay, nên là vâng, là đã cải thiện rất là nhanh và em rất là vui. Còn Nhưng mà trong tương lai chị muốn tiếp sống ở Tây Ban Nha hay muốn đi nước khác? em nghĩ là em vẫn còn rất là trẻ, vâng, em thích Tây Ban Nha, con người Tây Ban Nha rất thân thiện, có rượu vang rất là ngon, có nhiều cảnh đẹp, vâng. Nhưng em còn rất trẻ và có rất nhiều nơi em chưa đi, thành ra em không thể nói là em muốn sống phần đời còn lại của mình ở Tây Ban Nha. Thế còn chị thì sao? Chị cũng không rõ, chị nghĩ về chị rất thoải mái ở Nhật vì có lẽ sẽ chấp sống ở Nhật lâu, mà chị không biết nếu chị sẽ sống ở đây Cả đời. cả đời, cả đời. Vâng. Thì chị sẽ xem là thì chị nghĩ chúng ta đã nói đã nói rồi thì cảm ơn nó là như một một không phải là văn phòng phỏng phỏng vấn phỏng vấn của chị Không có gì. chị sẽ cố gắng làm phụ để cho nó. Hy vọng là không 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 hot quá.